Hello, chào các bạn. Hôm nay nhà mình ăn cúc ruti. Đây, mời các bạn xem. Bắt đầu mình chuẩn bị. Cúc này là mình cúc đông lạnh các bạn ơi. Ở bên đây là cúc đông lạnh chứ không có gì Việt Nam, nó không có cái đầu. Mình rửa sạch này, mình rửa muối với rượu nó sạch rồi mình để ráo. Mình để ráo xong bây giờ mình cắt mình mổ nó ra làm hai như vậy nè. Để mình ruti cho nó thấm. Rồi trong cái ruti thì gồm có hành tím, tỏi, tỏi này là tỏi băm, tiêu, bột nêm, nước dừa, coco rico và cái sốt ướp đồ nướng là mình khịa rất là thơm. Cái này là của Đài Loan nha các bạn. Vì mình thì có nước dừa nên mình không có ướp đường. Rồi bây giờ là mình mổ con cúc ra. Cúc ở Việt Nam thì nó rất là tươi, còn mình ở đây là con cúc này thì là con cúc đông lạnh, khi mình rửa nó ra thì làm nó cũng mất cái ngon hơn con cúc tươi ở Việt Nam. Nhưng mà tại con gái mình nó nói nó muốn ăn cúc ruti, ra nó mua về mình làm ruti, mình ruti cho nó ăn. Nhìn con cúc đó, nó không có hấp dẫn bằng con cúc ở Việt Nam nha các bạn. Cúc là cúc Việt Nam mà. Nhưng mà nó đông lạnh á, nhìn nó không hấp dẫn bằng con cúc tươi. Em đưa nó là cúc Việt Nam. Cúc tươi. Mình nhìn Nó em không có cái đầu nữa. nó đông lạnh, nó xuất khẩu xuất ở qua đây. Đây ở đây nó không có nuôi hả? Không, hỏi gái mình nó không có nuôi mà nó ở đây là làm cái con bất cứ là không có cái đầu. Cái con cúc này mình ăn cái đầu nó béo lắm đó các bạn. Con vịt cũng đâu có đậu vậy, Hình không có như là đậu. 6 con. Tim cũng tự như ở Việt Nam mà mình ăn với bánh mì giống như là con chim chim gì đó, chim gì mà mình hay mua vậy, tới mùa mới có qua Tết. Cũng đúng. Không phải con nhỏ, không phải là dạ nước con chim chứ còn con gì chứ không phải cúng đúng, không phải nhà nước nữa, không phải ốc cao hả? Ốc cao như gì nữa đó. Mỗi lần mà qua Tết rồi đó thì em thèm cái anh chạy trước con nông hồ anh mua đó, mua về lúc người ta làm quất bán, nhưng mà mình không nó nhỏ thôi, quất bự hơn con này chút. Mình cái con gì ốc cao phải không, ốc cao đấy gọi là ốc cao à. Ruti rất là ngon. Khi mua không có ốc cao mua mỏ nhát, đây mỏ nhát luôn, giống hai cái củ hành nhỏ mình cho vô đây, một muỗng cà phê tỏi luôn các bạn. Nêm thôi, tại vì trong cái sốt mà ướp đồ nướng đó các bạn, nó muỗng này thôi, không có sốt ướp đồ nướng là nó cũng hơi mặn, mình không có ướp muối vào trong này, mình ướp nó thấm vô cái con cúc này. Nước dừa cho nó ăn nghe nó ruti.
ruti là thì ruti ruti cũng là nó, mà thì cũng là nó, tôi không biết nó nói tiếng thì cũng vậy, mà tiếng ruti cũng vậy. Thì nước dừa là tiếng Việt Nam, ruti là tiếng nước ngoài, ruti là tiếng của Ấn Độ. Rồi bắt đầu chiên cúc. Cúc đuôi ai nuôi mình lớn, dạ thưa bà con lớn mình con. Cúc nữa không có đuôi ha, nhỏ ha. Trời ơi, nhỏ anh đi học ở trên dòng á, trên đường mười á, trên cát á. Trời ơi, thấy mấy con cúc con ha, rượt ba bốn đứa mà rượt dí vô cái đám đậu phộng á, mà bắt không được đó nghe. Trời ơi, nó lẹ một cái kinh khủng luôn á. Bắt gì nuôi, nó cứ chút tẩm như này dòm thấy nó, mà hai ba thằng rượt nhau mà bà dí mà đè nó mà bắt ở trong cái đám đậu phộng á, mà hòn chảy nước tiền hay vậy, nó lẹ kinh khủng luôn. Cúc này chiên cho vàng ha. Chiên vàng các bạn đó, nhớ chiên từ từ lửa nha các bạn. Đây gà nó sẽ ồ dần rồi đó, ồ dần hết rồi các bạn, chiên nó dần rồi nó mới thơm, mà cúc này nó rất là mau mềm nha. Rồi giờ mình tắt lửa, mình lấy ra, mình lấy ra xong rồi mình rửa cái chảo lại à. Cái dầu không, cái dầu này mình vẫn xài được, mình lượt lại mình vẫn xài được, thơm lắm, nó thơm rồi. Cái răng nó làm gì? Nó bị nghiêng nè. Nó rút điện nó ban chân của điện. Tan quá cho nên nó dễ làm, nên dầu nó rửa nghiêng dữ như vậy. Nó biết với nó. Cái nào cũng vậy, thì biết nhiều, biết các bạn thấy cái tỏi nó nóng rồi nha. Thì mình để lửa vừa thôi, mình cho tỏi vô. Cho ớt vô một lượt thì nó sẽ bị nồng. Mình cho tỏi vô trước, bạn cho tỏi nhiều á, thơm.
xong rồi các bạn cho cái nước của cô đi vô. Con cúc này nó rất là mau bền, ra mình đừng có cho nhiều nữa các bạn, nửa lon thôi, nhiều cúc thì nửa lon thôi, tại con cúc này nó rất là mềm. Giờ anh biết cho cúc vô á? Không, chưa. Vì sao? Còn để cái nước sốt nữa anh. Anh hay quá ha. Thì cái này lấy cái nước mà xong rồi thì để cúc vô luôn đi thôi. Đây, có đồ nướng đây anh ơi. Còn đồ nướng này để như nào cũng được. Thấy sao ngộ vậy? Ngộ ha. Đây, bây giờ mình cho vô. Với nhiều cúc này mình cho vô 2 muỗng các bạn. Thì chút mình còn nêm lại nữa. Thì theo cái khẩu vị gia đình của các bạn. Rồi, chị thua đi, 100. Em làm, anh cứ quay phim đi, là anh kêu em trợ giúp thì anh trợ giúp nha. Thì anh chẩn đoán vậy thôi. Nhưng mà em biết anh cũng giỏi lắm chứ không vừa. Giỏi lắm, anh biết. Trời, tự mình làm cái quay được mà. Mấy cái này đồ bỏ. Ăn ngon cũng ngon, dở thôi. Cái sốt đồ nướng này thơm dữ lắm các bạn. Mình tính ở bên đây không có bán, mình đem ở Việt Nam qua 2 hũ. Nhưng qua đây có bán cái hũ nó lớn đó. Mình chưa xài tới. Nó cũng bên giống giống cũng có. Nó cũng nhà ná giống giống vậy đó. Tại cái nước sốt này nó Mỹ sôi mà. Cái gì cũng có. Cũng có tiền á. Có tiền là mua cái gì cũng có. Đó, bây giờ cái nước sốt này nó xong lên rồi. Mình cho cúc vào nha các bạn. Cúc này nó nhanh mềm lắm. Thành ra mình phải chịu khó mình múc nước mình chở tới chở luôn. Nhưng thôi mà nó ruột rã quá thì ăn nó không có ngon. Không cần phải để nắp, tại vì như mình nói là con cúc nó rất là nhanh mà. Tất nhiên khi mình đi còn già rồi thì có thể mình sẽ để nắp. Mà con cúc này mình chịu khó, mình lấy cái giá mình múc nước mình dưới lên. Dưới lên cho nó thấm các bạn, mình chở cho nó thấm. Sau 10 phút các bạn cho lửa riu riu ha, cái nước mình bây giờ nó sắp sệt rồi đó. Đó. Các bạn thấy không, là con cúc mình nó rất là mềm, nhưng mà nó không có bị gì mềm nhũn, nó mềm mà trong cái mềm nó dẻ thịt này các bạn thấy nè ha. Đây đó. Còn mình nếu mình làm cho nó mềm quá ăn không có ngon. Rồi bây giờ cái lửa nó bắt đầu nó cạn từ từ là các bạn chịu khó các bạn múc nước rưới lên nó. Đây cái nước này cũng sạch rưới lên nó là nó sẽ cạn lại luôn, là con cúc rất là ngon. Nước là rất là vừa ăn nữa các bạn. Rồi bây giờ cúc của mình nó cạn rồi đó các bạn. Nước nó sệt lên hết trơn rồi các bạn thấy không? Cái xíu sốt mà ướp đồ nướng này đó. Nó cạn lại thấy nó rất là đẹp mà nó thơm lắm, có cái mùi thơm rất là thơm các bạn thấy nè. Đây các bạn rưới lên. Chừa nước một chút chấm cái này vậy. Nếu mà chừa nước nữa thì nó không có sệt, cái nước này lại thì nó không có ngép rồi không có ngon à, mà tùy theo mình đó các bạn thấy. Nếu mà bây giờ tắt lửa đi, đây mình đâu khác nó cạn quá đó, các bạn nào thích còn chừa chút xíu nước để mà mình bánh mì nha. Các bạn nào thích mà để khô ráo luôn thì để cho nó cạn nữa.
vàng. Cạn rồi là nó vàng dữ lắm. Bây giờ nó phải để nó sệt, nhưng mà mình phải để từ từ lửa. Đó. Rồi em gấp ra. Gấp ra ra ngoài dĩa. Nè, em thấy không? Ngon lắm nè. Thấy chưa? Trời, rất là ngon thấy không? Rồi. Để em lấy cái dĩa em gấp ra. Để bánh mì. Dưa leo ăn rất là ngon. Đây là món cúc ru ti nước dừa. Quá ngon luôn. Rồi xin mời các bạn trên YouTube dùng bữa với mình nghe ăn với bánh mì nha các bạn. Đó, mình lấy ba cái con cúc ru ti cho các bạn xem. Rồi các bạn thích cái video này nhớ làm giống cô Mai ăn thử coi có ngon không nha. Nhớ xem video và nếu thích like và subscribe và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Cô chú rất cảm ơn. Hôm nay làm cái video ngắn ngắn này cho các bạn xem chơi. Rồi, nhấn kết thúc video nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào thân ái. Bye bye. Ngon quá. Ngon quá, muốn quay hoài. Thấy nó vàng quá. Rồi, kết thúc các bạn, bye bye.